Xin chào bà con trên kênh YouTube kỹ thuật nuôi ong Linh Phương của mình nhá. Hôm nay là ngày 26 tháng 3 2003. Trời thay đổi thời tiết mưa cho nên hôm nay mình không xuống chạy ong được. Thế cho nên là mình làm cái video này cùng với bà con là tìm hiểu thêm về kỹ thuật nuôi thỏ, nuôi người ta nói là nhà giàu thì nuôi chó mà nhà khó thì nuôi ong và nuôi thỏ nuôi dê. Thế cho nên là hướng dẫn cho bà con là nuôi ong trên kênh YouTube của tôi. Thì là thêm vào là bà con là nuôi ong chưa đủ tranh thủ cho nuôi thỏ. Hôm nay là có một cái video giới thiệu với bà con trên kênh YouTube là nếu như mà bà con có điều kiện thì ta sẽ nuôi thêm thỏ, nuôi con ong thì không nói rồi. Kỹ thuật nuôi ong thì tôi nuôi 50 năm nay là rút được rất là nhiều kinh nghiệm rồi, thì sẽ hướng dẫn bà con nông dân chúng ta từng bước trên cái video từng bước để ta nuôi ong thế nào cho kỹ thuật và có hiệu quả. Thì thêm vào đó là bà con sẽ kết hợp nuôi thêm con thỏ nhé. Thế bây giờ cho bà con xem mô hình nuôi thỏ nhỏ lẻ của mình. Điều kiện nếu như bà con có điều kiện thì mở to, mà không có điều kiện trong hộ gia đình thì nuôi mở nhỏ cũng được. Thì cái này nuôi thỏ thì nó cũng không làm giàu, nhưng mà giúp trong cái việc bà con xóa đói giảm nghèo và rút được kinh nghiệm. Tôi nuôi thỏ được 10 năm nay, rút được rất nhiều kinh nghiệm trong cái việc xóa đói giảm nghèo và xây dựng quê hương. Thì hôm nay cho bà con xem cái mô hình của tôi, còn kỹ thuật tỉ mỉ và nuôi thế nào cho hai đi hiệu quả và kết quả và không bị chết và có năng suất cao và hiệu quả như thế nào thì tôi hướng dẫn video sau. Nhưng mà bây giờ cho bà con tham quan qua cái mô hình nuôi thỏ gia đình của tôi nhé. Vâng, xin chào. Bắt đầu chúng ta cùng xem. Đây là cái nơi mà tôi nuôi thỏ sinh sản. Đây tất cả mẹ đây có hơn chục mẹ được nguyên đẻ thỏ con. Đẻ do thỏ con thì tôi lại bán thỏ con. Đấy. Rồi cái ổ này hôm nay là 25, đúng rồi. Ngày 25 qua vậy thì nó đẻ đêm qua rồi, thì tôi chưa kịp xem nó đẻ mấy con. Ôi rồi nó đẻ một đống. Này phải đến 8 9 10 con, nhưng mà tôi cũng chả có thời gian đếm. Đấy, bà con xem qua nhé. Đây con này sắp đẻ, cũng đẻ ngày hôm nay. Con này đẻ ngày 26. 25, nhưng mà con này chắc là liên một ngày. Chắc liên ngày nay sẽ đẻ đây. Tất cả là thỏ con đây là mới tách mẹ hết. Tách mẹ vừa rồi thì bán được hơn 100 con như thế này rồi. Thế bà con có ai mua thì trên kênh theo dõi là cho ta sẽ mua giống nhé. Đây là cái thỏ dự bị để nuôi giống tiếp theo. Họ vẫn bắt cái giống thỏ này về làm nái. Nhà giàu thì họ nuôi chó, mà nhà khó thì nuôi ong và nuôi thỏ nhá. Thì mình đã đang lập cái kênh YouTube là kỹ thuật nuôi ong Linh Phương, mình mới xây dựng. Thế nên là ai muốn tìm hiểu tôi chia sẻ hết trên kênh để giúp đỡ cho bà con nuôi ong và nuôi thỏ kết quả. Đây, cái mô hình này là đang nuôi thỏ, chỗ này là nuôi sinh sản nhé. Thế còn khu vực trên kia là tôi nuôi thỏ sàn. Tí nữa bà con sẽ xem qua cái thỏ tôi nuôi sàn, chuyển lên thỏ sàn để nuôi thịt. Đây, nước từ giếng khoan. Hết nước thì ta lại bơm. Bơm dẫn ra đường ống. Rất là nhàn bà con ạ. Nuôi thỏ này nhàn đấy. Mà thất nghiệp ban quan viên đấy mọi người. Thế nhà mình trang trại nhà mình thì nuôi rất nhiều con, ngoài ong và thỏ dê ra thì nhà mình nuôi lợn trang trại mô hình nuôi lợn. Tổng diện tích độ khoảng 2 ha nhé. Đấy. Con xem qua cái khu vườn nhà mình toàn bưởi bồng. Ong nhà mình hiện nay đang ở dưới tỉnh Ninh Bình, mình chưa chuyển về. Thì tháng sau là mình thu hoạch hết hoa nhãn, hoa vải thì mình sẽ chuyển về. Chuyển về mình lại để vườn đây để thu hoạch hoa rừng. Đấy.
tổng số đàn ong của mình hiện nay là có 200 đàn ong, nhưng mà mình duy trì ở mức đó, bây giờ chỉ duy trì ở mức như thế thôi. Đây là trại gà, trại lợn của mình. Nhưng thôi, mình không vào xem trại lợn, mà trại lợn mình đang không hướng dẫn cho bà con nuôi lợn nhá. Nuôi lợn thì đầu tư vốn nhiều lắm. Cái vườn này mình rộng lắm, 2 hecta thì còn là ao cá rất rộng mênh mông mình kia. Nên là cho bà con trên kênh YouTube xem qua. Đây là cái trại gà này, trại gà lớn khoảng hơn 1.000 mét vuông, hai trại, nhưng mà mình vừa bán hết gà rồi, bán hết chuồng trại gà và dọn phân. Thế nhưng mà nuôi gà thì vốn lớn lắm, mình không hướng dẫn cho bà con, vốn lớn cho bà con mình chỉ hướng dẫn đi sâu vào hai con, và con ong và con thỏ thôi. Đây nhà mình nuôi cả cái trại bò này, trại dê trong kia, nhưng mà xem qua bà con xem qua chứ còn chủ yếu là mình lên kênh YouTube để hướng dẫn bà con nuôi ong nuôi thỏ thôi. Mình lựa chọn hai con hướng dẫn cho bà con, nó phù hợp với điều kiện kinh tế của từng gia đình. Đây trang trại nhà mình vườn tược tất cả các thứ đây. Thế vừa rồi thì mình hướng dẫn bà con cái chỗ nuôi thỏ, cái thỏ sinh sản. Bây giờ là bà con là xem hướng dẫn cái mô hình thỏ sàn nhé. Đây, thỏ sàn mình tận dụng cái chuồng dê mình nuôi thỏ sàn thế này, mình thấy rất hay. Rất thỏ con mới tách ra đây nhá. Đấy, thỏ đang ăn lúa. Mình tận dụng cái ngô lúa sản phẩm của mình nuôi này đây. Đơn giản thế này thôi, vốn ít mà rất hiệu quả kinh tế nhá. Còn cái ngăn kia là cái ngăn thỏ thịt, mình vừa bán được hơn 1 tạ thỏ thịt bên đấy rồi. Thế còn bên này là mình lại đang nuôi lên, đang nuôi thỏ tách mẹ dưới chuồng dưới lên, từ khu vực dưới lên đây. Thế thì mình vừa dừng video ở đây, hướng dẫn cho bà con, chia sẻ cho bà con về hai con mình nuôi. Rất nhiều trang trại của mình là trang trại tổng hợp, mình nuôi rất nhiều các loại con. Thế nhưng mà để phù hợp với cái điều kiện từng mô hình của gia đình nhỏ lẻ thì mình hướng dẫn cho bà con nuôi hai con, đó là kỹ thuật nuôi ong và kỹ thuật nuôi thỏ, để góp phần để xóa đói giảm nghèo. Thế thì bà con trên Facebook và trên kênh YouTube của tôi mới mở, thì nếu ai theo dõi chia sẻ để rút được cái kinh nghiệm nuôi, thì bà con sẽ gõ từ khóa là kỹ thuật nuôi ong Ninh Phương, là tôi đã trong đó có lồng cả kỹ thuật bà con nuôi thỏ nhé. Vâng. Xin chào bà con và hẹn gặp lại video tiếp theo. Tôi sẽ hướng dẫn tất cả kỹ thuật chi tiết, kỹ thuật nuôi ong 50 năm qua và nuôi thỏ trong 10 năm qua. Xin chào bà con nhé. Hẹn bà con video tiếp theo.